mỗi ngày một tài khoản anh em chỉ đổi được 20.000 đồng thôi nha có nghĩa là nếu như bạn kiếm được nhiều hơn 20.000 đồng trên ứng dụng này á thì bạn cũng sẽ đổi được 20.000 thôi ngày 7 tháng 8 này lúc 9 giờ 18 phút mình đổi cái thẻ 20.000 đồng này series rồi mã thẻ này ở đây thì mình trúng 10.000 rồi nha rồi lại trúng 1.000 ui the heo mình quay trúng 50.000 này anh em đây mình đã kiếm được 61.000 xu này nó tương đương với 61.000 Việt Nam đồng nha anh em ứng dụng này nó sẽ không giúp bạn kiếm được quá nhiều đâu nhưng mà 10.000 ngàn, 20.000 ngàn thì chúng ta có thể kiếm được Mỗi ngày một tài khoản anh em chỉ đổi được 20.000 đồng thôi nha Có nghĩa là nếu như bạn kiếm được nhiều hơn 20.000 đồng trên ứng dụng này á Thì bạn cũng sẽ đổi được 20.000 thôi Nếu như mình đổi tiếp này Anh em thấy này mình đổi một cái thẻ Garena 20k tiếp Nó sẽ báo là đổi thẻ thất bại nha Do mình đã vượt quá rồi Nên mình đã đổi một cái thẻ 20k ngày hôm nay rồi Kho thẻ này nha Ngày 7 tháng 8 này lúc 9 giờ 18 phút mình đổi cái thẻ 20.000 đồng này Seri rồi mã thẻ này Bây giờ nếu như mình muốn đổi tiếp á Thì mình phải chơi một cái tài khoản khác mình sẽ đăng xuất và mình chơi một cái tài khoản khác cho anh em xem nhé xác nhận này sau đó mình sẽ bấm đăng nhập sử dụng một cái tài khoản Google khác ha trong trường hợp chúng ta đăng xuất ra sau đó đăng nhập lại mà nó vẫn là cái tài khoản cũ nha Vậy thì anh em cần phải xóa dữ liệu của ứng dụng đi nếu như trên Android máy của mình là Xiaomi nha mình sẽ vô phần cài đặt của máy này sau đó tìm đến phần là quản lý ứng dụng tiếp tục mình sẽ tìm đến cái phần đó là tên ứng dụng nha tâm điểm này đó chúng ta sẽ xóa dữ liệu nha đó anh em thấy chữ xóa dữ liệu không bấm vô xóa dữ liệu là được sau đó vô ứng dụng và đăng nhập thôi chọn một cái gmail khác sau đó chúng ta lại nhấn vô cái chữ là nhận quà nha ở đây khi tài khoản mới chúng ta sẽ chưa có xu nào hết nha đồng nghĩa với việc là chúng ta chưa có tiền đấy và anh em cũng sẽ chưa có cái lượt chơi đâu à, chúng ta muốn kiếm lượt chơi á bạn sẽ điểm danh hàng ngày này bấm nhận thưởng này đó thì chúng ta sẽ nhận được một lượt quay miễn phí bấm vào chữ quay để xem mình trúng được bao nhiêu tiền nhá cái này là hên xui nha anh em. Đây là trò chơi nhân phẩm. Có bạn quay thì trúng được nhiều tiền, cũng có bạn trúng ờ à, ở đây thì mình trúng 10 ngàn rồi nha Rồi mình uh, hết lượt chơi rồi nha. Bây giờ mình tắt nè. Bây giờ mình vô quay tiếp lại không được. Mình cần phải có lượt chơi thì chúng ta mới quay được nha. Kiếm lượt chơi á, chúng ta có thể là đi mời bạn bè này, bằng hình thức là bấm mời bạn bè này. Đó, chia sẻ ngay để copy cái đường link đi tuyển rep hoặc là chúng ta có thể là xem các video quảng cáo này hoặc là đọc báo trong 30 giây này thì chúng ta cũng sẽ nhận được lượt chơi hoặc là anh em bấm vào chữ là nhập mã giới thiệu này đó thì cái mã giới thiệu mình sẽ để cho phần mô tả video nha các bạn có thể là nhập vô đây để kiếm thêm lượt chơi bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ để chơi tiếp cho đủ 20.000 và mình rút nha đọc báo 30 giây xem video quảng cáo này sau khi làm nhiệm vụ xong chúng ta lại có thêm lượt chơi ha anh em cứ tiếp tục vào chơi vậy thôi chúng ta lại cứ quay 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 chúng được nếu như anh em mà kiếm được 10.000 đó là bạn được rút rồi nha. Đó giống như lần này thì mình chỉ kiếm được 200 xu thôi. Ở đây nó ngẫu nhiên nha, lúc chúng ta kiếm được ít, lúc chúng ta kiếm được nhiều. Nếu như chúng 10k, 20k thì ngon. Còn cái phần mã giới thiệu này, bấm vào chữ nhập mã này. Đó thì anh em có thể là nhập cái mã giới thiệu của mình vô đây GB này. Đây là cái mã giới thiệu của mình nha. Anh em có thể nhập vô bấm xác nhận này. Thì nó báo là thiết bị của mình đã nhập mã giới thiệu trước đó, có nghĩa là cái máy này của mình á chơi một ạc khác rồi ở đây là mình đang chơi multi ạc có nghĩa là mình chơi cái ạc thứ hai ha thì mình sẽ không được nhập mã cốt cũ nữa có nghĩa là mình sẽ không tự chít rép được đâu nếu như mình muốn nhập á, là mình phải nhập ở trên một thiết bị khác đấy còn của anh em nếu như lần đầu chơi ứng dụng này thì bạn có thể nhập được cái mã của mình nha mình sẽ cố gắng chơi cho đủ 20 ngàn để rút cho anh em xem này rồi lại trúng 1 ngàn ui the hell mình quay trúng 50 ngàn anh em Đây, tổng tiền là lên 61 ngàn rồi nè Hay là tài khoản mới nó hên ta Đổi thẻ thì mình nghĩ là bây giờ 10 giờ nó hết thẻ rồi anh em Ở đây nó báo là mỗi ngày chúng ta sẽ đổi tối đa 20 ngàn đúng không Nên nếu như muốn đổi nhiều thẻ một ngày thì bạn cần phải chơi nhiều ạ à? Cái chắc rồi Ngân sách đổi thẻ nó ghi là 300 ngàn Hôm qua là 550 ngàn nhưng mà hôm nay nó ghi 300 ngàn Nhưng mà mình hỏi phía AD của app á Thì họ nói là một ngày lên một triệu rưỡi lận một triệu rưỡi nó sẽ không phát một lần đâu mà là theo thời gian cứ mỗi lần nó up lên khoảng là 300 ngàn chẳng hạn 0 giờ này 9 giờ này 12 giờ 15 giờ 18 giờ 5 khung giờ nha anh em thì mỗi khung giờ nó sẽ up lên 300 ngàn thẻ cào bạn nào nhanh tay thì đổi được thôi anh em lưu lại cái mốc thời gian nhé không giờ 9 giờ 12 giờ 15 giờ và 18 giờ mỗi ngày nha ở đây thì 10 giờ sáng rồi lúc 9 giờ mình có đổi một cái thẻ cào thì được ha còn ở đây thì bây giờ mình đổi tiếp 20.000 xác nhận này Hết ngân sách rồi nha. Bây giờ mình cần phải đợi à, 20.000 tiếp này, hết ngân sách. Mình phải đợi đến 12 giờ để nó up thêm 300.000 thẻ cào mình mới đổi được nha. Đây, mình đã kiếm được 61.000 xu này. Nó tương đương với 61.000 VNĐ nha anh em. Chúng ta có thể thấy cái phần thông báo này người ta đang trúng 10.000, 20.000 liên tục. Có Lê Văn Tuấn là tên của mình này, trúng 20.000 này, lịch sử thông báo nha. Và nhiều người khác cũng đang trúng này nha anh em. Kiếm 10.000, 20.000 thì uh, nó không khó mấy ứng dụng này nó sẽ không giúp bạn kiếm được quá nhiều đâu nhưng mà 10.000 20.000 thì chúng ta có thể kiếm được bây giờ mình lại quay về cái chính của mình nhé LVT Gaming này nha chúng ta lại xóa dữ liệu và đăng nhập hàng ngày thì anh em vẫn có thể là điểm danh hàng ngày để nhận thêm lượt chơi này đó chúng ta quay tiếp nhưng Mà chưa chắc lần nào anh em quay có sẽ trúng được nhiều tiền đâu nhá có lần nó trúng được ít lắm đấy thấy không mình mới nói xong trúng được 50 xu này hồi nãy thì trúng được 50.000 bây giờ trúng được 50 xu thấy không hên xui nha anh em